trên này. Đây á, con này có cái đuôi của nó đâu? Cái đuôi nó ngắn tí này, nó giống đây kiểu á. chuột lang này. Ơ cái đít, đây không là nhận cái đi. đít chứ. Cái nó đang đuôi. cái đuôi. Khổ. Đây thế nó nhọn lên thế. Cái đít Tí nói chứ. cái đuôi đây này, cái mấy cái con này đẹp này. Con này em thấy bảo là tuổi thọ được có 2 năm rồi. 3 năm. 3 năm được 6 năm. Và bọn bia kia thì đắt hơn. Bia này được 6 năm thì nó lâu hơn. Được 6 năm. Đây ở cái dòng bên này đây, đây là cùng một loại phải không? Đây là cùng loại hết. Ba loại này anh, ba cái bể này là nó chỉ khác màu thôi, nhưng mà cái màu bia này thì nó đẹp. Đây là cái màu nâu nâu này. Ở đây này, cái màu của nó đây nhìn thấy luôn này. Bia thì nó đa sắc màu hơn. Ừ. Mà nó to thế nhỉ? Này nuôi thì bế thả ra được, xích được. À nó như con cứ sợ nó chạy không? Không quen rồi nó. Này nó cũng cắn trước nhiều. Nhà em mà con có trẻ con sợ về nó cắn thôi. Không, bọn này không cắn là hiền mà. Cái này mua về bo thích lắm nhỉ. Cái bọn con này. Có hai loại này, loại đấy và loại này là bế được. Loại này không bế được nữa. Loại này không bế được anh? Đấy, nó nhanh lắm. À, à sợ nó nhảy xuống dưới là nó nhanh, chứ mà nó mình động của nó chạy lòng lòng lòng. Nó giống như kiểu bọ ú nhà mình ấy. Ờ nó loay nhoay á. Này bế được này. Con này bế được anh. À. Con này con bia này nuôi giống thực ra giống bọ. Giống bọ ú này à? Đấy. Cho con này. Nó chỉ ăn hạt thôi à, chứ nó không ăn rau chứ gì à? Rau chứ không kia đâu. À. Còn đâu mà cái tập tính nó ý chí luôn từ đang. Yeah. Con này nó bao tiền con anh? Đấy 150 một con. Đây 150 một con. Màu thường thì chắc hai. Màu thường là màu gì? Màu thường chứ, đây là màu này à? À. Màu thường là màu xám. Màu đó. Xám này đây này, màu đường thường. Gặp một màu, cái đồng là dòng khoang đúng. Đây là dòng khoang này nó đẹp hơn chứ. Đây này, yêu này. Này. Yêu nằm luôn này. Luôn đây bụng nó bế lên nhé. Ôi. Con này thì bế được. Ôi, ngã. Con này dễ bế, nó quen nghĩa là bế nhanh rồi. Được đấy nhỉ. Anh nhưng mà con này nó không noi nhoi như là cái con nhỏ này đâu. Cái con nhỏ này nó mới noi nhoi này. Nếu mà muốn về cho nó chơi thì phải mua con nhỏ này này. Nếu thì... mà muốn để nuôi lồng không mà nghịch ấy, thì nuôi bọn này. Bọn này nhanh. Bọn mà này. Nó không bọn sợ bọn trẻ con nhà mình nó bắt nó chạy mất. Còn muốn vừa nhanh mà vừa bế được thì nó nuôi này. Bế được. Đúng rồi bạn. Đoạn này thì bao tiền con này? 160-200 một con. Màu sắc thì 160. Màu vàng mắt đen thì 200. Thế còn bọn này? 160. Đấy 160 này. Mắt đỏ 160. Mắt đen 200. Không thì bé lắm. Em thích cái con to này cơ. Con to thì nó lại không chơi đồ chơi. Nó không nghịch mấy đâu. Nó không nghịch, nó chỉ nằm ngủ này thôi. Đây này, mấy cái con này này, con trắng trắng này này, mấy con vàng vàng trắng này kìa. Cái này nó là con đực mà, bên này nó là ừ, thì đực thì đây này có mấy con đây này, con nhìn thấy mấy con nó vàng vàng trắng trắng kìa. Đấy. Cái con bên trong góc trong cùng cũng được đấy. Con đấy cho nó sáng màu. Đấy. Ừ con này đẹp này. Đấy. Con này đẹp này. Con này con đực đúng không? Biết. Đực. Thì anh bảo bên ngoài này là đực đây. Cầm đấy. Khéo đấy, không là nó. Ừ, đực luôn. Đực. Ừ, đúng. Nhìn như kiểu nhím ấy nhỉ. Ừ. Đây một con đây à? Nào. Hai màu giống nhau à? Đây con nông nâu ấy đi. Đấy. Thì nó mấy đàn nó ui. Con to nhỏ. Yên hay là lấy con nông trắng. Trắng đấy, nó to đấy. Quá. To cũng được. To cho đỡ phải nuôi. Trông rồi. Con này được mấy tháng rồi đấy? Đang này này. Con to thì lâu lâu hơn tí, còn con bé mới trẻ thì 2 tháng rưỡi hơn tí. Cái này tầm khoảng mấy tháng bắt đầu nó có thể sinh sản được ấy? Tầm 3 tháng nó mới nhận được rồi. 2 tháng rưỡi 3 tháng là được rồi. Thôi lấy hai con nó cùng đàn với nhau, nó cùng tầm với nhau. Thế cái con này nuôi nó có sợ mình có phân biệt được nào, ví dụ như nó ăn cái gì mà nó lạ bụng mà nó đi ngoài ấy, thì mình phân biệt được như nào? Nó ăn là nó ăn hạt rồi thôi. Không cho ăn rau củ kinh gì cả. À. Chỉ có ăn hạt của nó thôi. Đúng rồi. Nó uống nước anh nhỉ? Có đấy, có bình nước đấy. À. Đúng rồi nhỉ. Đấy mọi thì nó nghịch ngợm hơn. Mình cứ mua một đôi to này đi xong hôm nay lại sang mua một đôi bé cho về cho bọn kia nó nhìn nó chơi trẻ con này. Còn đây, mà hai con này con kia chuyện đây là con này là con ở xa trưởng thành đấy đúng không anh? Đúng không? Đấy, nó đu người đây này. Cái bọn này nó như trẻ con này, nó bịch như một trẻ con luôn. À. Nó nuôi hai con bao giờ lắm thế. Thế
chứ nuôi một con thì chẳng nghịch nô ai được cả. Ô nhưng mà anh, em thấy bọn này sao nó cứ ngủ này anh? Bọn nó lạnh như thế đấy, nhưng không phải là thấy không? À đây này, con này nó bắt đầu nó chạy rồi này. Đấy, chạy vòng vòng vòng. Gọi nó dậy nó vận động thì nó chơi ngay mà. Này mấy con mèo kia nhá, chuột của anh đấy, chuột của anh đấy. Vợ chồng mình về đến nhà rồi các bạn ạ. Vừa đi qua chợ rồi mua tạm đến một cái thùng để nuôi hai cái con chuột hamster bơ này của mình. Ý da, vợ mình thì đang ngồi kia để mà sang cái ấy. Để xử lý qua các bạn ạ, xử lý qua cái mùn cưa kia đi để tránh cho nó bụi. Bụi này mà các bé hamster chẳng may nó hít phải đấy thì mình cũng sợ nó sẽ ảnh hưởng đến cái mũi của nó nhá. Đâm ra là bây giờ đấy thì vợ mình sẽ sàng qua đi. Còn cái chỗ mùn cưa này này chắc là phải gọi là rửa qua đi các bạn ạ, để cho nó hết những cái bụi ấy. Rửa qua đi xong phơi khô đi các bạn, để xử lý qua. Còn bây giờ tạm thời để nốt cho nó cái này nhá. Em ơi, giúp anh một tí bỏ hai con này ra đi. Từ từ cho mùn vào đây ra chứ. Thì cứ cắt này đi. Đây rồi. Xong tí nó phải đục lỗ này không nhỉ? Hay là cắt hẳn ra xong mình bọc lưới? Em nghĩ là đục lỗ là này vầy một tí. Ừ. Lỗ to lắm. Nuôi tạm thời ở đây thôi. Thì vẫn có thể nhìn vào bên trong được các bạn ạ. Mặc dù nó hơi đục một tí. Hai cái con này thì hai cái con chuột hamster này thì lúc ở bên quán thì mình đã quay rồi. Đấy, một cái con mắt đỏ và một con mắt đen các bạn ạ. Cái con mắt đen này là cái con chuột cái. Mình thấy bụng nó khá là to, sợ nhất là nó đang có bầu cơ. Đây, để mình bắt nó qua đây nhá. Một con này. Rồi, bây giờ là tới con thứ hai nhá. Gặm kìa. Ừ. Ơi. Bọn này nó gặm ác lắm. Nên là thùng nhựa này sợ nhất là nó sẽ gặm đấy. Này, đây là một con đực này. Con này thì nó cũng hiền cực. Đấy, hai con này. Con này thì con cái chứ. Con được con đực à? Con này là con đực này. Để mình xem là lại có chuẩn không? Hay lại bắt nhầm cả hai con cái chứ? Không, người bán mà nhầm thì mình sao mình đổi chứ. Đây, người ta cũng có còn lại một ít cái mùn cưa này này. Mà nó đã ị ra đây luôn rồi. Để mình xem là cái mùn cưa này họ bảo là họ xử lý kiểu gì nhỉ? Sò mềm lắm, như kiểu người ta rửa rồi ấy. Ừ, mình nghĩ là hoặc là người ta xử lý qua là người ta sẽ rửa. Còn cái mùn này nó hơi bị cứng một tí. Đấy, đây, con cái này đuôi nó hơi hơi dài hơn một tí ấy. Còn thế này. Con đực thì đuôi nó sẽ ấy hơn chứ. Thấy bảo là vừa thôi, dày quá. Để cho nó ấm. Bên cạnh đấy thì mình cũng mua được một ít cái đồ phụ kiện. Ở bên quán thì mình quay hết rồi. Đây này, đây là một cái gọi là bát xoay để cho hai cái con này nó trèo lên, cái đĩa xoay để cho hai cái con này nó lên đấy. Nên nó làm chậm xoáy vào thôi. Thế này thôi á? Thế thôi, thì nó đứng lên trên mà. Đây, để vào đây xong rồi để cho hai con này. Okay. Xem là nó có vào đây để mà nó xoay không nào. Vừa rồi ở trong hộp chật quá. Đâm ra là hai bạn đấy nhà mới là lòng vòng đấy, xem là hai bạn này có vào đây để xoay không nào. cho hạt vào trong cái này xem nó có xoay không. Nó không xoay đâu. Xem nó có vào vào đấy đâu. Còn đây là một cái túi hạt để làm thức ăn cho nó. Cho ít thôi, cho mấy hạt thôi. Cả cái hạt này, cái hạt to là hạt gì? Hạt gạo cái à? Kiểu hạt gạo nó bung to lên mà gọi ngũ cốc đấy. Đấy em cho bạn đấy, một con nó vào rồi kìa. Ô là em đã cẩn thận không nó đấy. Nó chơi này ấy. Nó xoay vòng vòng luôn đấy, thức ăn này. Bọn này hay phết mà nó to đấy, một con nó vào ăn, một con nó vào nó ăn ngay các bạn ạ. Đấy, và thấy bảo là bọn này nó ăn xong nó giấu thức ăn ở trong má của nó phồng má lên kìa. Đấy, con này nó đang rửa đấy, con hay nhỉ. Gặm. Cứ gặm cái góc thôi, chỉ sợ nó gặm thủng ra ấy. Nếu như mà nuôi cái dòng chuột nhỏ thì nó loi nhoi hơn và nó chịu chơi hơn. Còn cái dòng chuột hamster bơ này thì cái trọng lượng nó lớn hơn, nhưng mà nó lại lười hơn, nó lười vận động hơn. Bọn này thì răng riếc nó gặm có vẻ là cũng gớm đấy. Nó khôn nhỉ, nó tìm đủ đúng 4 cái góc là nó gặm ấy. Đấy, con này nó đang gặm này.
Rồi, để em đổ cái này ra xong rồi là lấy cho nó một cái bát để cho nó ăn đi. Chứ ở bên cửa hàng là người ta chưa cho ăn đâu. Cho nó vào trong cái bát con đấy em ạ. Có hy sinh một cái bát mắm để làm cái bát thức ăn cho nó. Mà cho ít thôi. Đây. Thấy người bán bảo là chỉ đổ cho nó một tí thôi. Chứ để cho nó nhiều thì nó ăn không hết. Đấy, chỉ thế này thôi các bạn ạ. Người ta bảo là chỉ đổ cho nó một tí như thế này vào buổi sáng thôi. Chứ còn cho nó ăn ăn nhiều thì nó không ăn đâu. Nó đã không ăn xong bắt đầu là nó đem đi nó giấu. Đấy, đây này, đấy, bắt đầu cái con béo béo ú nó đang làm cái gì với cả cái bát ăn của nó đây. Có cả kê nữa em ạ. Thế là gọi thức ăn vẫn hợp à? Có cả cám mà, em nhìn thấy có cả ngũ viên mà. Nó gọi là ngũ cốc ấy. Ăn đi. Cái gói này là một cái gói mà người ta mua về, mua số lượng lớn xong về người ta đóng ra này. Cái gói này chắc nửa cân. 40.000. Mình để cho nó cái đĩa này vào đây nhá. Để nhưng mà nó có thích neo trèo thì nó neo trèo. Rồi. Còn một cái nữa, đấy chính là cái cá tắm các bạn ạ. Nuôi cái bọn này nó cũng nằng nhằng lắm. Đây này, đây là cái cá tắm của nó. Nằng nhằng phết đấy. Có một tí này thôi mà bao tiền. Cái con này bảo là không biết là nó có cắn không. Nó đưa chân lên này các bạn này. Con này thì nó noi nhoi hơn là cái con chuột lang và nó gần người hơn đấy. Này này, cho nó nhoi chị này. Ấy à, nó cắn. Ô nó gặm tay ấy, nó kiểu là vừa mình xào thức ăn hay sao ấy. Nó gặm ấy à. Ô nó cắn này. Đâu đấy? Nó có cắn như kiểu sóc không? Không, nó không cắn như kiểu sóc. Con này kiểu kiểu là nó đề phòng này. Không, nó không cho sờ vào người nó hay sao ấy các bạn. Đấy, ừ. Đâu, nó gặm cơ. Nó không gặm ăn gặm. À? Ừ. Nó gặm tay ấy. Đổ, để này sợ đổ ấy. Đúng không? Mấy bát thức ăn này sợ đổ. Đây, đồ chơi cho vào trong này. Trong này thì nó xoay thôi được. Để đấy. Rồi. Ôi cẩn thận không đổ. Khéo không đổ hết thức ăn ra ngoài. Có cần gắn chặt cái bát này vào đây không? Không, không cần đâu. Để nó cho nó ít thôi. Đấy, nó ăn. Như này là mình vẫn cho nó hơi nhiều ấy. Cái con cái này, cái con cái này có vẻ là khá là dữ đấy các bạn ạ, mà nó cứ kiểu đề phòng ấy. Nó chuồng mới, kiểu mùi mới đấy. Đưa tay vào đây là nó gặm tay mình. Thôi các bạn ơi, có lẽ là mình cũng kết thúc cái clip của mình hôm nay ở đây nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong clip sau của mình. Đấy, bọn này răng nó dài lắm. Nó dài như này mà. Ừ. Có cách nào để cho nó không cắn không? Không biết được, chịu. Đây là lần đầu tiên nuôi thì ai mà biết được.